Yo, hello nha, chào người nha, chồng quay trở lại với channel của mình là từ đường phố đây giống người nha. Xin chào tất cả anh em kho báu điện thoại nha, là mình đây từ từ đường phố đây giống các bạn ạ. Ok, quay lại clip này trước video thì chúng em xem video vui vẻ đừng quên đặt like, share, thích đăng ký kênh nha, đăng ký phải mình xem người rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một con đen liên quan đến cốt nha mọi người nha. Đó, nhắc cốt thì mình đã nói qua luôn. Đấy, anh em nào đang chơi bên game hải tặc kho báu điện thoại mà có nhu cầu về cốt cùng thì vui, nếu mà muốn ấy thì hãy đăng ký kênh nhá, bật chuông thông báo vì cốt bên này nó rất là nhanh hết hạn anh em. Thế nên là bạn nào mà muốn á thì mình nghĩ là các bạn nên đăng ký kênh và bật chuông lên để khi nào có video mới nhất và cốt mới nhất thì anh em tranh thủ nhập, không cốt hết hạn rồi xem sau, đó cốt hết hạn rồi không nhập được lại kêu mình ạ. Ok, cảm ơn rất nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cả thể, mình cũng sẽ làm tổng hợp cốt cho anh em luôn. Đầu tiên phải nói qua về cốt mới cho anh em. Đâu nhỉ, cốt mới của chúng ta là cái cốt đây. Cốt này nghĩa bảo là nhận được tứ hoàng anh em, có phải không? Ủa, hết hạn rồi à? Ôi, mới ra mắt hôm qua mà đã hết hạn rồi anh em. Cay nhỉ, cái cốt này vừa mới ra mắt hôm qua đã hết hạn rồi anh em, không để hết hạn rồi. Thôi thì mình qua sẽ mới nhập lại để xem bây giờ có bao nhiêu cốt nha bạn nha. Ok, nhanh thật anh em, cái cốt đó là cái cốt nhận được tứ hoàng anh em nhá. Tứ hoàng sen tóc đỏ đó, hôm qua nó vừa mới ra mắt hôm qua thì mình đính để hôm nay mình làm video, mình làm luôn, mình qua mình có làm bên bản Việt rồi. Thì bảo này có bên bạn anh mình làm luôn cho các bạn mà ai dè hôm qua chắc là nó mới được một ngày nó hết hạn rồi anh em. Đấy, cốt nó nhanh hết hạn vậy đấy, nên là anh em nào có xem thì các bạn nhanh tay nhập nhá. Không khi hết hạn lại kêu mình. Thôi dù sao đang quay video rồi anh em. Mình sẽ đi nhập xem nào. Ui. Hết hạn hết luôn rồi à? Tình hình là hết hạn hết rồi nha các bạn nha. Vậy mà nó vẫn chưa cho cốt mới à? Ôi chua. Ok, còn một cái duy nhất thôi các bạn. Ui, vậy là hết hạn nha. Đấy, cũng dành cho anh em nào mà đang xem video nha. Đấy, không nhiều bạn lại cứ vào bảo anh ơi này kia. Đấy, cốt này hết hạn sạch rồi nha anh em nha. Đấy, thông tin mấy bạn xem mấy video cũ xâm nhập không được lại kêu, cứ lại kêu bảo cho cốt giả mới là cốt thật ạ. Đấy, con đen giờ là chính thức hết hạn hết rồi nha anh em nha. Còn có một cái duy nhất thôi ạ. Buồn thế nhờ. Ok thôi, mình qua thông bản qua bàn Việt chơi anh em, qua đang chơi bàn Việt phê, qua bàn Việt chơi đi anh em. Ok, qua bàn Việt chơi là anh em. Qua bàn Việt chơi sự kiện nhiệm vụ nhận quà, hôm qua đang nâng giờ rồi anh em, hãy tiếp tục nâng cho cháu này tiếp. Thiếu búa đúng không? Rồi, đi khiêu chiến coi anh em. Cấp độ 40 mới mở cái đấy à? Khiêu chiến các bạn, biệt đội xuất trận. Thôi được cái chơi kho báu điện thoại này anh em, nếu mà muốn vô top ấy thì nên nạp lên nick, còn nếu không thì các bạn cứ chơi vui thôi. Cứ mỗi ngày vào làm rảnh rảnh và chơi tí cũng được anh em, không nhất thiết phải vào luôn. Đây, như mình cứ lâu lâu vào chơi tí cũng được anh em, mình thấy cũng được mà, không mất quá nhiều thời gian. Nói chung là cũng hợp lý anh em. Rồi ok nào, lên nào. Lên. Đâu, nhưng qua mình đâu phải nâng cho ngày đâu nhỉ anh em, nhưng qua mình như hôm qua đang nâng cho sen luôn anh em. Qua như đang nâng cho sen tóc đỏ là chuẩn nhất đúng không? Để xem nào. Phải hôm qua mình nhớ mình nâng cho sen tóc đỏ mà. Hay dâu đen ta? Thôi kệ anh em cũng chả nhớ nữa, thôi cứ nâng đi tính các bạn. Uầy, lại thiếu búa nữa rồi. Lại vẫn thiếu búa rồi các bạn ạ. Thôi thôi cứ quét đầu trước đi. Có chỉ việc nâng thôi, đỡ mệt. Có thì chỉ việc nâng thôi cho nó đỡ mệt các bạn. Rồi. Ok, lại được một món thôi. Cày thế nhờ. Nhiệm vụ này hoàn thành. Túi đồ. Xem nào, có gì để lâng không? Vòng quay. Sự kiện xem nào. Tiêu phí chào mùa xuân. 8k kim cương. Nhận một dương đá một à, đây dương gì? Dương này tiến bập.
Lam à? 2 mét vàng, 8 gà kim cương các bạn. Thôi thử chiêu mộ bên này coi anh em, mình cũng chiêu mộ lần bên này lần nào, thử một lần coi xem độ nhân phẩm bên này nó ra sao anh em. Smoker à? Chả bên này có cả smoker, ra cả smoker anh em. Ok, x10 tiếp nào. Ba lần là 7k dưới đúng không? Ok, lemon này. Thú vị các bạn. Ok. Rồi, đủ anh em. Đủ đấy, tiêu đủ 8k đấy. 8k kim cương này, nhận này. Nhận. Lễ hội. Liên kết tướng, nhận. Quét tinh anh. Truyền lá, rồi ok, về thành nhiệm vụ nào. Thành tiểu, nhận thành kim cương. Túi đồ. Dùng ra đồ này à, mình tưởng cái gì các bạn, dùng ra cái đống đồ đấy. Ồ, cũng chả có gì ngon lắm các bạn. Không có gì ngon lắm. Thật sự luôn không có gì là ngon lắm anh em. Ghép nào. Ghép nào. Đi ghép đá thôi anh em. Có ra được đá nào thì ra thôi. Ngoài ra thì cũng chả có cái nào để nghịch nữa anh em. Đó. Xương xương sơ sơ thôi chứ không có gì ăn thua lắm. Trong chạy chứ cũng không có gì nhiều nhờ. Có búa này. Là mới để mình mua được búa mà sao tội gì mình không phải nên mua nhỉ. Mình cứ lại quên các bạn. Hết kim cương đến nơi rồi. Ô sao toàn ra búa này thấy búa tam rồi. Búa đen thế nhờ. Ui hôm nay không có búa. Không có búa luôn anh em. Không có búa luôn ạ. Anh có những nút thì ta không cần đâu anh em. Có những nút thì nó quý hơn vàng ạ. Rồi. Chụp đèn thế. Được rồi, nãy mình nhớ mình còn ít điểm đây đúng không ạ? Từ từ xem nào. Đã đủ để lâng rồi. Thế thôi cứ từ từ đi. Cứ từ từ đã đi. Uầy, vừa đủ anh em. Nến tím. Kiểu vài món nữa là được rồi. Ok, cũng bút xương xương nhẹ nhẹ được rồi. Cho xem tạo đỏ phát nữa. Rồi, ok. Hợp lý rồi anh em. Giờ thì luôn tốt phát nhờ. Thử nèo tốt phát coi. 98k. Vẫn được 98k lực chiến anh em. Vẫn thiếu lực chiến ạ. Uầy cái tổng quan giờ mình được 98k lực chiến hơi chậm nhờ. Chậm hơn so với các bạn. Cố gắng cày thôi. Win. Lên top lại kiếm kim cương. Tiếp tục nào. Ui, bên này VIP 3. Bên này có thể kiếm điểm VIP không anh em? Mình thử xem là bên này có thể kiếm điểm VIP ở đâu không? 60 lượt. Bên này kiếm điểm VIP chỗ nào ta? Thử xem nào. Điểm VIP ngoài lạp ra thì ở đây. Ui, vẫn chỉ có lạp và lạp thôi anh em. Đặc quyền VIP. Ủa, đặc quyền VIP à? Không có nhận quà VIP à anh em? Không có quà VIP à? Đặc quyền VIP này, VIP 16. Mua hệ lực. Nợt cả lại bản tinh anh, nợt cả nợt mua Belly. Ủa ngoài ra không có quà cáp à anh em? Hay nhờ, thú vị nhờ. Giờ mới để ý đấy. Phụ kiện, xem nào. Tặc luyện tập. Kho báu. Belly. Except. Dùng xí luyện tập. Đại hải trình. Chả có đại hải trình này.
có đại hải trình, anh em này cho đi đại hải trình cũng được. Đấy, biệt đội tứ hoàng vượt đại hải trình, cúp ba đâu nữa, tự động phát một win ạ. Quả này thì qua đại hải trình luôn, đâu nữa rồi, đâu nữa, hốt qua. À, ở đây có búa đây các bạn này, ở đây có búa đây, đỡ mất công cày các bạn nhá, đỡ mất công đi săn. Ở đây có búa luôn rồi, ở đây chúng ta có búa luôn ạ. Xem nào, đi đến tầng bao nhiêu đây, hay quá. Tính ra như cậu ạc này mình chưa đi lần nào nên giờ đi nó cũng nhanh các bạn. Đấy, vượt đại hải trình luôn, phục phát một win ạ, ngon lành. Thẻ vẫn thiếu ấy thôi anh em, mình vẫn thích ấy hơn, Luffy Gen T4 đấy, vẫn thích cháu ấy hơn. Bên nào là anh, mình đang có bộ ạc, có ạc cũng có cháu ý mà nửa cày quá. Mà cứ cây bên bản Việt này tính trước, tính tiếp đây anh em. Ui, win phát 1 ạ, và phát 1 win luôn ạ. Mắt khỏe ạ. Chúc mừng, đã thành công vượt qua đại hải trình. Á à, chà, có vượt qua nữa à, ok. Nhắc mà nhớ, ạc mình chưa mang chiến hàm anh em, tí mình sẽ ra mình mang chiến hàm cho nó nữa. Nhắc mà nhớ tí nữa là quên. Nhận quà này. Ui, chẳng vậy mà đại hải trình trông thế xa lắm các bạn. Đấy, có hai thuyền rồi. Đấy, có hai thuyền rồi nha. Tiếp tục nào. Ui, trông vậy mà đại hải trình trông thế chứ xa nhờ. Giờ mới biết cái đại hải trình này nó xa xa vậy luôn anh em. Ok, qua nào. Cố lên, win. Nó là cố chứ đoạn này cũng chưa nhất định phải cố anh em. Còn một lượt nữa à. Ui, đại trình như vậy trông vậy chứ xa quá nhỉ. Đánh nốt ván này xem là nó hết chưa. Nếu chưa hết thì ngày mai anh em. Mai mình sẽ làm một cái tour luôn. Làm một tour luôn đi cho cả tem luôn. Đấy, một tour cho cả tem đi vượt đại trình luôn anh em. Vẫn chưa hết à. Tiếp nào. Ui, dài thế nhờ. Trong vậy chứ đại hải trình có vẻ khá là dài đấy anh em. Đây rồi, đây chắc là cửa cuối rồi anh em. Đây chắc là cửa ải cuối cùng rồi. Phải là cửa ải cuối cùng chưa hay lại mở ra một cửa ải mới. À hết rồi anh em nhá. Đấy có nhiều đây thôi. Bao nhiêu ván? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ván anh em. Bắt đầu lại này. Trong càn quét được không? À lần 2 ván mới có thể càn quét. Ok. Clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc đây thôi nha anh em. Hẹn gặp mọi người tiếp theo. Cảm ơn anh em coi video của mình rất nhiều. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Bye bye.